Chào mừng cả nhà đang đến với kênh Tả Leo Family Cuộc Sống Brazil. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là nói về cái việc là Tả Leo đây. Con có muốn xin chào cả nhà không? Đây, con nói đi. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đang đến với kênh Tả Leo Family Cuộc Sống Brazil. Con nói trái gì đây? Trái gì đây? Trái gì? Trái gì đây? Thì sao con hỏi mẹ trái gì đây? Trái cà chua. Trái quá chị. Trái cà chua. Nói trái cà chua. Đây trái cà chua bỏ vô cho mẹ. Rồi hai trái cà chua bốc và rớt xuống đất rồi, trời đất ơi. Hai cà chua thôi, đưa trả cho mẹ đi. Rồi mẹ cảm ơn nha. Đó. Thì sau một cái thời gian sống ở Brazil thì mình phát hiện ra bí mật của người Brazil là ở đây họ không nấu ăn bằng nước mắm, không có nước mắm, không bột ngọt, không bột nêm, không đường. Vậy thì họ nấu ăn bằng cách nào? Đó, chỉ bằng muối không mà cả nhà. Đây, đối với người Brazil là chỉ có một hũ muối là làm nên công chuyện cả nhà. Đó. Thì ở đây thường là đa phần thì sẽ dùng muối trắng, nhưng mà do là nhà mình á là mình sử dụng muối hồng. Muối hồng Himalaya nha. Nó tên vậy muối hồng Himalaya. À, chứ không phải là muối ớt đâu. Nhiều khi cả nhà tưởng là mình nêm muối ớt vô nhưng mà không phải. Đó, đây là muối hồng. Đây cả nhà. Đây là cái bí quyết. Đây là cái bí quyết của người Brazil nha. Hành tây, cà chua, tỏi và chanh. Đây cả nhà, đầu tiên là mình ướp gà nha cả nhà. Đó, coi là người Brazil người ta ướp gà như thế nào. Tỏi, muối. Đây một cái thứ không thể nào thiếu trong cái món gà của người Brazil cả nhà. Chanh. Rồi trộn lên. Mình trộn rất quốc cả nhà. Đó thì để hồi nó cũng thấm à. Rồi trộn lại. Để mở ra cho cả nhà coi nha. Này là người ta bán theo vỉ nè. Một vỉ này là 30.000. Không bao giờ thấy cân ký bán cả nhà. Thì vỉ này chắc nửa ký quá. Đó. Cái trái này cả nhà. Mình hay gọi nó là cái trái Corona. Bởi vì là nhìn nó giống ha. Để mình gọt thử cho cả nhà coi nha. Không biết là bên Việt Nam mình có tỉnh nào có cái trái này không ta? Chứ ở chỗ mình ở là cái tỉnh Đồng Nai là không bao giờ mà có cái trái này hết cả nhà. Cái gai nó cũng đau lắm á. Nhìn nó hơi giống giống là trái nhầu à. Không phải, không phải. Cái trái nhầu đâu có gai lớn gì đâu. Gọt xong cái trái này chắc phải hết là nửa tí, nửa ký là phải gọt hết nửa tiếng. Rồi đây cả nhà. Đó. Giờ mình cắt đôi cả nhà xem nha. Đó. Nhìn giống dưa leo chưa? Cái mùi nó cũng giống như dưa leo luôn cả nhà. Nhưng mà không có được dùng để ăn sống nha. Đó, khi nấu là mình sẽ xắt ra như thế này nè. Mình rửa đi đã. Rồi mình hãy xắt ra như thế này nè. Đó, cỡ lát lát vậy đó. Đó, cỡ lát lát vậy đó. Thì cái trái này nó tên là Macice nha. Còn tên tiếng Việt thì mình không biết nó tên là cái gì.
cũng không biết là bên Việt Nam mình có hay không. Thì ăn cái trái này rất là mát luôn cả nhà. Cho dầu ô liu vô, cho chút xíu tỏi, hành tây. Đây cả nhà, đây là cái trái macice nè, mình sắc ra rồi đó, sắc hết ra rồi đó, thì nó như vậy đây, bí quyết rồi đây. Cho cà chua vô nha. Đây cả nhà, bây giờ là mình cho cái trái macice này vô nha. Rồi, xào lên, đảo đảo lên. Cho muối vô, cho nước vô, nước cũng cỡ này vậy cả nhà. Đó, rồi đậy lại cả nhà, nấu sôi lên. Tiếp theo hôm nay là mình sẽ nấu món bí cả nhà. Bí đỏ thì cái bí này nè, mình nó gọi là bí Nhật á. Nhưng mà cái trái bí to bình thường á thì nó màu nó hơi cam cam thì nó lại không ngon, mà cái trái bí này á nó giống như bí hồ lô bên mình vậy, nó rất là dẻo và ngon như cả nhà, nhưng mà nó rất là to luôn. Thì cái này gọi là bí Nhật, tên của nó là bí Nhật luôn. Đó, cái màu như vậy nè, mà cái da nó màu xanh xanh như vậy mà cực kỳ cứng luôn á, cả nhà thấy là bấm không lúng luôn á. Mỗi lần ăn cái bí này là cực lắm, gọt là gọt muốn chết luôn á, tại vì nó cực kỳ cứng luôn nè, cả nhà coi nè, rất là cứng luôn á. Đó, nghe cái tiếng cái cốc luôn. Đó, thì mình nghĩ là giống cái bí hồ lô bên mình á, nhưng mà nó là một cái trái bí tròn rất là to luôn. Khi bán thì thường là người ta sẽ bán là miếng cỡ này nè, là cũng bự rồi á. Thì cái bí này nấu lên nó rất là dẻo và mềm, bùi, ngon lắm. Cho dầu ô liu vô. Cũng cho tỏi nè. Rồi, cho hành tây vô cả nhà. Cho cà chua vô. Rồi giờ mình cho bí nha. Muối. Rồi, cho miếng nước vô. Đây, rồi bây giờ mình sẽ, sau khi ướp gà rồi, giờ mình kho gà cả nhà. Cho dầu ô liu vô. Thì đa phần là người Brazil sẽ nấu ăn bằng dầu ô liu nha cả nhà. Cũng sẽ tùy gia đình, cũng có thể là nấu ăn bằng dầu nành, nhưng mà nhà mình thì thường là sẽ nấu bằng dầu ô liu. Đây, mình cũng học từ mẹ chồng mình đây, là hành tây. Kho gà chỉ bằng hành tây thôi nha cả nhà. Đây cả nhà, cái hành của mình nó vàng vàng rồi nè, nhưng mà mình ráng là đợi vàng thêm tí nữa. Thì trong khi đợi cái hành cho nó vàng đủ thì mình đang luộc nước sôi rồi cả nhà, để mà luộc cái gì ta, cái súp lơ xanh. Đó, bây giờ mình cho cái gà lúc nãy mình đã ướp vô nha. Đây cả nhà, hay lắm. Bếp của người Brazil là thường có 4 miệng, 1, 2, 3, 4, hoặc là 5 miệng, hoặc là 6 miệng. Thì không bao giờ họ có cái bếp ga, mà mình thấy cái bếp ga mà giống như bên mình là có 2 miệng á. Như vậy thì nó cũng rất là tiện cả nhà. Đó, mình nấu một lần, mình nấu 4 cái nồi luôn, cho nó nhanh á. Thì trong khi đang coi gà thì mình luộc súp lơ, rồi mình hầm bí bên đây, rồi mình nấu cái trái macice này. Thì cả nhà thấy đó, là mình nấu cái trái macice với cái bí đỏ là thường không có thịt thì nghĩa là chay, bởi vì ở bên đây chỉ có nêm muối không có nêm mắm, nên khi là ra ngoài ăn chay, mà nếu mà nhìn cái món nó không có thịt thì biết là chắc chắn là chay. Cái thứ hai nữa là nhà mình là chồng mình ăn chay đó, nên là rau củ quả thường là mình nấu sẽ không có thịt, thì chắc chắn là sẽ không có nước mắm rồi. Còn thịt gà thì mình kho riêng. Đây, toàn cảnh cái bếp của mình đây đó. Nó ăn về cả nhà. Ở trong đây là lò nướng đó cả nhà.
mà không có nướng gì hết. Đó là nó luôn luôn đi kèm như vậy á, bởi vì chắc người Brazil là hay nướng á, nên là họ thiết kế bếp kiểu này cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó vàng chưa? Thì đó là cái lý do mà mình phải làm cho cái hành tây nó vàng vàng một xíu cả nhà. Thì bây giờ là tự cái gà nó ra màu luôn. Chứ người Brazil bên đây nấu ăn thì không có bỏ màu nha cả nhà. Gì màu màu điều hay là cái màu gì ta? À, kiểu như mình kho cá thì mình hay có màu để bỏ vô á, thắng đường để bỏ vô thì họ không có thắng đường nha cả nhà. Thì đây là cái cách mà nhìn cho gà nó có màu nè cả nhà, là từ cái hành tây. Thì cái hành tây nó rất là hợp mà kho gà luôn á. Hành tây nó hợp đi với gà lắm, giống như là mình làm gỏi gà thường mình cũng hay xắt hành tây mình bỏ lên trên vậy đó. Thì đây nè, đó nó sẽ ra cái màu vàng. Đừng có cho nước gì cả nhà, cứ để đó đi, đậy nắp lại nhé. Rồi bây giờ cái súp lơ của mình được rồi, để mình vớt ra. Giờ mình chuyển qua mình luộc trứng cút cả nhà. Mình luộc trứng cút chút nữa cái mình mới sốt cà cái trứng cút này cho chồng, vì chồng mình ăn chay á. Đây, bí của mình chín rồi cả nhà. Mình cho miếng hành ngò vô nha. Thường á, người Brazil người ta không có nấu bí thành canh lỉnh bỉnh đâu cả nhà, mà người ta nấu sẽ sền sệt. Mình để hơi nước là vì mình lấy cái nước này mình chan cho Natalia ăn á. Còn nhà ba mẹ chồng mình nấu là thường sẽ khô hơn nữa đó, chứ không có còn mà chừa nước như vậy đâu. Nước này là cho Natalia ăn. Cái marsisơ của mình nó chín nó ra như vậy nè. Mình cũng nêm một xíu hành ngò vô nha. Đó. Đây cả nhà, bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem là cái cách xử lý súp lơ luộc ở bên đây như thế nào. Thường thì mình luộc xong rồi mình ăn không thì cũng được, nhưng mà bên đây mình thấy là họ hay làm như thế này rất là ngon. Mình cho cái miếng tỏi vô cả nhà. Đó, ít thôi nha, một xíu tỏi thôi. Rồi, mình cho cái dầu ô liu vô nha cả nhà. Đây. Đó, nhiêu đó được rồi. Nhớ là dầu ô liu nha cả nhà, chứ cũng dầu ăn mà đừng có bỏ dầu nành vô, nó kỳ lắm. Thì đây cả nhà, cái nguyên liệu tiếp theo đây nè. Đây là cái lá oregano nha. Thì cái lá này thường trong bánh pizza sẽ có. Cả nhà mà thấy mấy cái lá nhỏ nhỏ kiểu màu như vậy nè, là lá oregano trong cái bánh pizza nào cũng có. Rồi, mình cho một ít vô. Đó. Để mình quậy lên. Rồi mình cho súp lơ vô cả nhà. Đó. Trộn đều lên thôi. Sau khi làm 80 công chuyện mình quay lại coi cái nồi gà nó làm sao. Đó, cả nhà thấy cái màu vàng chưa? Màu vàng đẹp ha. Để mình trở nó lên hết rồi. Nó mình vừa nấu ăn mình vừa chăm Natalia hết cả nhà, nên là cả nhà nghe nó ẻ. Đó. Đó, đẹp ha. Rồi mình tiếp tục, mình vẫn để kho tiếp nha cả nhà. Đó, thì cứ lâu lâu trở lại thôi. Theo mình làm món sốt cà trứng cút cho chồng mình cả nhà. Tương cà hèn, sẽ cho là tương cà vô. Đó cả nhà, thì theo cái kinh nghiệm mình nấu là đến khi mà nó cháy cháy gì nè, nó ra cái nước mỡ gà gì nè cả nhà. Đó là chín rồi đó. Nó không cần cho thêm nước gì hết trơn nữa. Rồi, vậy là mình chín nồi gà của mình rồi đó cả nhà. Đây cả nhà, cái sốt nó cũng được rồi đó. Thì bỏ trứng cút vô. Để cho nó riu, nó cạn nữa là được rồi. Đây là cái món mà gọi là quốc hồn quốc túy của người Brazil nha cả nhà. Đậu đen thì thường nó là đậu, thì sẽ có hai loại, có thể là đậu đen hoặc là đậu đỏ. Thì cái này chính ra là đậu đỏ nè. Thì thường là mình không có nấu cái này cả nhà, tức là bên nhà mẹ chồng mình sẽ nấu á, là hầm bằng nồi áp suất cho mềm, xong rồi cho đây cả nhà thấy có hành tây nè đó. Kiểu như là khử hành tây với lại là dầu ô liu đó, rồi cho muối vào nấu ra cái nồi đậu này. Thì thường là để đông rồi mang về bên đây thì nhà mình chỉ có mỗi chồng mình ăn thôi. Đó là mình sẽ hâm nóng lại cho chồng mình vậy nè. Con mình đã ăn. Đây gọi là cái món quốc hồn quốc túy của người Brazil nha cả nhà. Nó tên là feijão, nghĩa là đậu
mà thường họ sẽ dùng là đậu đen hay là đậu đỏ nha. Đó, thì mình hâm nóng sôi sôi lên là được rồi. Nấu nhiêu đây là hết cả buổi sáng rồi, nhưng mà cái bếp cũng tiện lắm cả nhà, nấu xong cái mình chất hết lên đây mình để gì á, rồi ai ăn thì sẽ tự lấy dĩa rồi bỏ đồ ăn vô ăn đó, không cần thiết là phải dọn ra hết đâu. Thì như thế này nè, chia ra làm hai phe thì mình với Natalia sẽ ăn như thế này: bí đỏ, súp lơ, với lại là cái macise này, với lại là gà. Còn chồng mình là sẽ ăn nói chung là rau củ quả đó, bí đỏ, macise, súp lơ, rồi trứng cút, với lại là đậu đen nha cả nhà, đậu đỏ nha cả nhà. Còn mình thì mình không có thích ăn đậu đỏ. Đó, cả nhà thấy như vậy chứ là nấu nguyên một buổi sáng luôn. Thì cuối cùng là gì? Bí quyết nấu ăn của người Brazil là dùng hầu như là dùng chanh nè, cà chua, hành tây, tỏi để điều vị, chứ họ không dùng hạt nêm, bột ngọt hay đường nha cả nhà. Rồi thôi thì mình xin kết thúc cái video của mình ở đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.